Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại huyện Văn Giang. Nhiều hoạt động quan tâm tới công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tiến độ làm đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Nhộn nhịp thị trường hoa cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Gần 20 năm tù vì tội giết người bởi mâu thuẫn nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại huyện Văn Giang. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2023, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Giang đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt hơn 16.000 tỷ đồng, là 670% kế hoạch, đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh. Giá trị thu bình quân trên 1 hectare đất canh tác đạt hơn 440 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. An ninh trật tự quốc phòng, địa phương tiếp tục được củng cố, giữ vững. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá cao Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang đã nỗ lực đoàn kết đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Giang đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, tập trung phát triển kinh tế xã hội theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ gắn với đẩy mạnh đô thị hóa, xây dựng quê hương Văn Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Trước đó, Đại tướng Tô Lâm dự lễ khánh thành trụ sở làm việc Công an xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tới thăm, động viên và tặng quà Tết của tỉnh cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của công ty cổ phần Bảo Hưng có trụ sở tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao 47 suất quà Tết của tỉnh tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty cổ phần Bảo Hưng. Mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và gói quà trị giá 250.000 đồng. Đồng chí động viên các công nhân đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục đoàn kết sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Được biết, năm 2023, thu nhập bình quân của người lao động công ty đạt 11 triệu đồng một người trên tháng. Tiền thưởng Tết trung bình đạt 17 triệu đồng một người. Chúc anh chị em về ăn Tết vui vẻ nhé. Và đầu xuân lại đi làm đúng giờ nhé. Làm sao sản phẩm mới tốt hơn nhé. Làm giàu doanh nghiệp, đóng góp công sức để xây dựng quê hương Hưng Yên chúng ta ngày càng giàu mạnh hơn. Lo cho gia đình này, lo cho xã hội nữa nhé. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc công ty cổ phần Bảo Hưng ngày càng phát triển, tạo thêm việc làm, quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động. Chúc lãnh đạo, cán bộ, người lao động trong công ty đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, an toàn, hạnh phúc. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm tặng quà của Tỉnh ủy cho đoàn viên công đoàn, người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Oan Hưng Yên ở xã Trinh Nghĩa, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Đồng chí Nguyễn Lê Huy chúc ban lãnh đạo công ty, tổ chức công đoàn doanh nghiệp cùng các đoàn viên công nhân lao động luôn mạnh khỏe, đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc. Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm chúc Tết và trao tặng quà một số đảng viên cao tuổi đảng và thương bệnh binh trên địa bàn huyện Kim Động. Đồng chí Lê Xuân Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà Tết đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Trung Sơn Hưng Yên có địa chỉ tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Vui mừng trước sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục có những bước phát triển mới, tích cực chăm lo đời sống người lao động, đồng hành cùng tỉnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cùng với các cấp ban ngành của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp đang thể hiện tinh thần trách nhiệm với đoàn viên công đoàn, người lao động thông qua nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo đầy ý nghĩa thiết thực để mỗi người lao động đều được đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi và sẵn sàng cho một năm làm việc
cống hiến hết mình cho doanh nghiệp. Đây là hình ảnh những dãy quà Tết được sắp xếp ngay ngắn chờ đến giờ tan làm để trao tặng đến công nhân người lao động của doanh nghiệp này. Công ty chia thành nhiều ngày phát để đảm bảo an toàn cho công nhân khi trở về nhà. Cùng với đó, công ty đã công bố thưởng Tết phát lương tháng 1 sớm hơn ngay trong Tết để người lao động yên vui đón Tết sum vầy. Chúng tôi rất là vui và phấn khởi. Trong những ngày này thường có những câu vui đùa với nhau rằng không biết là lấy gì để trả hết quà về. Kinh tế gia đình khó khăn, anh trai mất sớm nên anh quyết công ty may Tân Đệ, huyện Kim Động là trụ cột chính trong nhà để chăm sóc bố mẹ và ba cháu nhỏ. Công việc không những mang lại cho anh nguồn thu nhập ổn định mà còn hỗ trợ anh bằng chế độ phúc lợi tốt như các quỹ tiếp bước con em đến trường, giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tết này, giỏ quà của công đoàn công ty với đầy đủ những thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cùng phần thưởng Tết với số tiền gần 12 triệu đồng với anh là sự chăm lo đầy ý nghĩa và thiết thực. Các chính sách về hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình có khó khăn thì công ty có quan tâm và giúp đỡ gia đình tôi cũng như toàn thể lao động trong công ty. Gia đình tôi cũng rất là vui. Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đều đã hoàn thiện kế hoạch thưởng Tết và thông báo rộng rãi đến đoàn viên công đoàn người lao động. Bên cạnh đó, cùng với chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người lao động của các cấp công đoàn trong tỉnh, mỗi doanh nghiệp đơn vị đều tổ chức các chương trình vui đón Tết, tri ân công nhân người lao động dưới nhiều hình thức khác nhau như tổ chức gala cuối năm, trao quà bốc thăm trúng thưởng, tặng vé xe, phiếu quà tặng với nhiều phần quà có giá trị như xe máy, tủ lạnh, máy giặt. Mặc dù là tình hình kinh tế thì cũng khó khăn nhưng mà công ty cũng đáp ứng được công việc làm cho công nhân là tương đối là ổn định ạ. Ban lãnh đạo công ty đã quan tâm lo lắng đến đời sống công nhân, đã cho chúng tôi một cái Tết ấm no và đầy đủ ạ. Thưởng Tết thì về công ty vẫn có chính sách là làm việc 3 tháng thưởng 1 tháng lương. Thì các cái tháng lương sẽ được thưởng vào các ngày lễ lớn trong năm. Ngoài ra thì người lao động sau khi quay lại làm việc sau Tết thì có thể được thưởng nửa tháng lương nữa. Ngoài các cái phần tiền lương thì là phần quà của doanh nghiệp, quà doanh nghiệp và quà của công đoàn. Thông qua các hoạt động chăm lo Tết và phúc lợi của các doanh nghiệp sẽ góp phần gắn kết đoàn viên người lao động với tổ chức công đoàn, với doanh nghiệp, từ đó tạo động lực khí thế mới cho các phân xưởng, nhà máy trong năm mới 2024 đang đến gần. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đi kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông tại tuyến đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình, đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài và quốc lộ 5. Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn giao thông, tập trung tối đa lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024, để nhanh tiến độ tập trung xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, rà soát để kịp thời thay thế, bổ sung hệ thống biển báo giao thông và nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông tại các nút giao có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp. Kiểm tra tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Hiện nay, dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành địa phận tỉnh Hưng Yên đang thi công ở 4 mũi, cơ bản đảm bảo tiến độ. Đối với dự án thành phần 1.2, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp, đang tiến hành giải phóng mặt bằng đất ở, đất doanh nghiệp. Hiện các đơn vị đang gặp một số khó khăn vướng mắc về mặt bằng thi công, một số mũi thi công chưa có đường tiếp cận, nguồn vật liệu khan hiếm, chưa thực hiện di rời hạ tầng kỹ thuật điện gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Văn Lâm tập trung chỉ đạo các phòng ban liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đầy đủ mặt bằng sạch để nhà thầu thi công trước ngày 31 tháng 6 năm 2024. Đơn vị thi công phối hợp với chủ đầu tư và các địa phương tổng hợp những khó khăn vướng mắc thực tế trong quá trình triển khai và đề xuất giải pháp cụ thể để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các ngành chức năng để nhanh tiến độ di chuyển đường điện. Về tình hình khan hiếm vật liệu xây dựng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh tỉnh đang nỗ lực phối hợp với các tỉnh thành phố lân cận xây dựng phương án tháo gỡ, đồng thời yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để tổ chức đấu thầu các mỏ vật liệu của tỉnh.
công tác triển khai dự án đường song hành bệnh. Nhờ tích cực vận động tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã Bế Sở, huyện Văn Giang đã đồng thuận và nhận thức vai trò quan trọng thiết yếu của tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô. Đồng thời, người dân nhất trí với việc di chuyển bồ mả phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. Đến nay, nhân dân thôn Hoàng Trạch, xã Bế Sở đã di dời toàn bộ hơn 900 ngôi mộ, trong đó có 36 ngôi mộ vô danh nằm trong chỉ giới đỏ của đường vành đai 4 về khu nghĩa trang nhân dân mới, qua đó trả lại mặt bằng cho dự án đường vành đai 4, đồng thời đáp ứng nhu cầu tâm linh và phong tục tập quán, ổn định đời sống người dân. Chúng tôi rất đồng tình tạo mọi điều kiện chuyển mộ sớm để giải phóng mặt bằng cho dự án vành đai 4. Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500 kV đoạn từ nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 đến phố nối với hai mạch dây dẫn, thị xã Mỹ Hào đang phấn đấu hoàn thành và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu trong quý 1 năm nay. Thị xã Mỹ Hào hiện có 21 vị trí móng cột ở các xã phường gồm xã Hòa Phong 9 vị trí, phường Minh Đức 8 vị trí, xã Ngọc Lâm 3 vị trí và xã Dương Quang 1 vị trí. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã Mỹ Hào, hiện đã giải phóng mặt bằng được 60% số móng cột, 40% số vị trí cột còn lại đang được tích cực triển khai nhằm đảm bảo tiến độ. Hiện có 2 móng cột được nhà thầu tiến hành thi công tại xã Hòa Phong. Dự án đường dây 500 kV Nam Định Phố Đối có tổng chiều dài gần 127 km với tổng mức đầu tư là trên 5.500 tỷ đồng. Tỉnh Hưng Yên có 34 vị trí móng cột, hiện đã hoàn thành áp giá hỗ trợ đền bù 23 trên 34 vị trí móng. Trong đó, 19 vị trí đã bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. Huyện Văn Lâm đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án này. Trong quá trình triển khai, ban cũng có một số vấn đề báo cáo lãnh đạo để xin hướng giải quyết. Thứ nhất là liên quan đến chí cột 295 của xã Ngọc Lâm, sông Canh, thị trấn Kẻ Sặt, tỉnh Hải Dương. Ban cũng đã tham mưu với cả Ủy ban nhân dân thị xã thống nhất vị trí và thống nhất hồ sơ để triển khai đảm bảo tiến độ đối với giải quyết triệt để vị trí cột 295. Các vị trí còn lại liên quan đến các xã phường thì cũng có một số vị trí liên quan đến việc bản đồ cũng chưa chuẩn, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với văn phòng điều chỉnh, thì đến nay thì cũng cơ bản toàn nợ. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, thị trường hoa cây cảnh phục vụ Tết trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu nhộn nhịp với các loài hoa cây cảnh độc đáo, phong phú, đa dạng về chủng loại và giá cả, phục vụ nhu cầu mua sắm trang trí nhà cửa, trưng bày Tết của người dân. Cứ độ Tết đến xuân về, vườn cây cảnh của gia đình ông Hoàng Văn Thắng là một trong 300 hộ dân xã Bình Minh, huyện Khoái Châu lại nhộn nhịp vào mùa. Sau một năm cần cù chăm sóc, tỉa lá ươm hoa, gia đình ông lại có thể tự hào với rất nhiều sản phẩm đẹp của mình mời gọi thương lái các nơi về tiêu thụ. Gia đình ông Thắng đã thu về từ 400 đến 500 triệu đồng bán cây cảnh mỗi dịp xuân về. Cũng phấn khởi, giá của năm nay thấy ổn định và tốt. Thị trường năm nay thì khách các tỉnh từ miền Nam người ta cũng ra, miền Bắc cũng quay đầy đủ, nói chung là sôi động. Đến Hưng Yên mua quất năm nay tròn 20 năm. Người Bình Minh này là cũng rất là sáng tạo đấy. Có những cái mà họ làm rất là độc đáo. Quất đẹp, cảnh cũng đẹp và những cái tiểu cảnh mà để mà họ gắn vào những cây quất phù hợp mỗi một năm là như cá nhân tôi là mua ở đây nó khoảng tầm 5-600 lọ. Huyện Văn Giang có khoảng 850 hectare hoa, cây cảnh phục vụ Tết. Để nâng cao thương hiệu sản phẩm, các nhà vườn kỳ công tạo kiểu dáng độc và lạ cho các loại cây cảnh có múi truyền thống, đưa vào gieo trồng các giống hoa mới có độ bền, màu sắc rực rỡ. Năm nay, làng nghề hoa cây cảnh xã Liên Nghĩa từ lâu nổi tiếng với các sản phẩm hoa cây cảnh có múi độc đáo, được uốn tạo dáng thành lọ lục bình, hình trái tim, có ý nghĩa mang lại may mắn sung túc trong năm mới. Với diện tích trên 150 hectare, thời điểm này các sản phẩm của các nhà vườn đã được thương lái đặt mua trên 95% diện tích, vận chuyển trên 65%. Một số vườn có diện tích cây cảnh đẹp đã được thương lái mua và vận chuyển 100% số cây từ tháng 11 âm lịch. Ngoài cây quất, cây bưởi, chúng tôi phát triển về cây đu đủ, cây mía. Thấy thị yếu người dùng là cảm nhận là tốt, giá bán tùy theo cỡ cây. Ví dụ đu đủ thì dao động từ gần 1 triệu cho đến tận 4-5 triệu cũng có. Ở nhà bán coi như gần hết rồi thì cũng rất mừng, mong là mọi người đi buôn đều thắng lợi. Với cái bản chất là cần cù năng động, thế rồi người dân thì rất là khéo tay, từ những cái cây quất rất là bình thường nhưng mà qua bàn tay của người dân thì đã thành những cái lọ lục bình rất là đẹp, rất là to, rất là độc lạ,
thì được giá, thế mà bán thì lại rất là chạy, nhân dân rất là phấn khởi. Thời điểm này các địa phương trồng đào, hoa, cắt cành như thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, xã Trung Nghĩa, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, người dân cũng đang tất bật chăm sóc để hoa cây cảnh kịp khoe sắc đón xuân, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, trong công điện tối ngày 30 tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ tịch các tỉnh, thành phố không để xảy ra tình trạng trục lợi phản văn hóa, những hoạt động tín ngưỡng biến tướng, lệch chuẩn, trục lợi phải bị xử lý. Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các địa phương kêu gọi người dân không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí hoặc không đúng nơi quy định. Tuyên truyền để người dân hiểu về nguồn gốc lễ hội, di tích, nhân vật được thờ phụng, tôn vinh. Không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc của nhân dân, xã hội và nhà nước. Từ năm 2019, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã kiến nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng cảnh tỉnh người dân nghiêm cấm các cơ sở thờ tự tổ chức dâng sao giải hạn. Các chùa cúng sao giải hạn là biến tướng, lợi dụng nhu cầu của người dân để trục lợi. Thưa quý vị và các bạn, phát hiện ra sự đa dạng về màu sắc từ các loại rau củ quả, nhóm học sinh trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ đã dành thời gian nghiên cứu pha trộn, sáng tạo ra những gam màu quen thuộc để vẽ nên những bức tranh dân gian vô cùng sinh động và độc đáo. Chúng em sử dụng những chất liệu màu từ thiên nhiên, từ gạch non, từ gấc, từ khoai lang tím hoặc là từ hoa đậu biếc để chế ra thành những loại màu cơ bản. Màu xanh dương chúng em làm từ hoa đậu biếc, màu đỏ chúng em lấy từ rùa cả gấc hoặc là có thể làm từ màu gạch non, màu vàng thì lấy từ củ nghệ, màu xanh lá thì xay từ những loại rau, màu tím thì có thể pha trộn một chút từ màu hoa đậu biếc với cả một chút chanh. Đây là cách nhóm học sinh trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ tạo ra những bức tranh rực rỡ sắc màu từ các nguyên liệu có trong tự nhiên. Phát hiện ra sự đa dạng về màu sắc từ các loại rau củ quả, các em đã dành thời gian nghiên cứu pha trộn, sáng tạo ra những gam màu quen thuộc để vẽ nên những bức tranh vô cùng sinh động và độc đáo. Tranh của các em được lấy cảm hứng từ những dòng tranh dân gian của Việt Nam như tranh đồng hồ, tranh hàng trống hoặc các con vật hoạt động từ cuộc sống hàng ngày. Thông qua những bức tranh này, nhóm tác giả muốn gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường và truyền cảm hứng về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Với sự sáng tạo và thông điệp ý nghĩa, những bức tranh dân gian từ bầu thiên nhiên của học sinh trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ đã đoạt giải nhì trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh Hưng Yên năm 2023. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Văn Sáng, trú tại xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, về tội danh giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên, ngày 2 tháng 9 năm 2023, Đào Văn Sáng đang ngồi uống bia với nhóm bạn tại quán bia thì gặp anh L, thường trú tại xã Hùng Cường, cũng đang uống bia. Giữa Sáng và anh L xảy ra mâu thuẫn, hai bên thách thức nhau, được mọi người can ngăn thì anh L về trước, sau đó cả nhóm ra về. Sáng một mình điều khiển xe máy về thì gặp anh L đi ngược chiều. Sáng đã dùng dao gấp đâm anh L trọng thương và tử vong. Tòa tuyên phạt bị cáo Sáng 19 năm tù, bồi thường cho gia đình bị hại 230 triệu đồng và cấp dưỡng 2 triệu 080.000 đồng một tháng cho con của anh L đến khi đủ 18 tuổi. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.